Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục giáng xuống đầu của Trung Quốc khi vào sáng sáng ngày hôm nay. Bất ngờ một trận lũ siêu khổng lồ cao tới 49 mét tiếp tục nhấn chìm một nơi được cho là sang chảnh và hoành tráng nhất Trung Quốc. Nơi này có rất nhiều tầng lớp quan chức cao cấp của chính quyền ông Tập Cận Bình tụ họp ở đây. Thưa quý vị, thông tin trên được một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng vào lúc 2 giờ 45 phút 58 giây rạng sáng ngày hôm nay, một trận lũ ống cao gần bằng một tòa nhà chung cư 20 tầng đã tràn qua ba tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc và Hồ Nam, chạy dọc theo chiến đê của một nhánh sông Dương Tử, xuyên qua tâm điểm con đập Tam Hiệp với một tốc độ khá nhanh và với một lượng nước vô cùng lớn đã nhanh chóng vùi lấp sang thẳng một khu tự trị hoành tráng và vĩ nhất của Trung Quốc. Nơi này nằm cách con đường dẫn vào thị trấn Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc khoảng 30 km. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại do trận siêu lũ ống ngày hôm qua gây ra là vô cùng thảm khốc. Điều này đã làm cho các tỉnh lân cận như Tứ Xuyên, Giang Tây, Giang Đông nằm kế bên cạnh vô cùng lo sợ. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, sự nổi dậy của đất, của trời, của mẹ thiên nhiên vào sáng sớm ngày hôm nay làm cho miền Nam của Trung Quốc đã thiệt hại nặng nề, nay lại càng thê thảm hơn. Điều này đã được các cơ quan phòng chống thiên tai, hạn hán, lũ lụt và các quan chức chuyên nghiên cứu về lũ quét, lũ ống, sạt lở, động đất, sóng thần của Trung Quốc phát đi thông báo, cảnh báo khẩn cấp cho những quan chức và người dân ở nơi này nắm bắt được tình hình. Nhưng họ không thể ngờ được rằng trận lũ ống vào sáng ngày hôm nay lại dã man đến như thế. Mọi suy nghĩ tính toán phòng thủ của chính phủ Trung Quốc đều vượt tầm kiểm soát. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự nổi dậy cuối cùng của mẹ thiên nhiên giáng lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình, bởi vì tính từ đầu tháng 7 đến bây giờ đã gần 40 ngày đêm không ngủ của Trung Quốc phải gồng mình hứng chịu những trận cuồng phong cao độ của trời và đất. Thống kê gần 40 ngày đêm cho thấy rằng hết mưa to, gió lớn, bão tố, phong ba mịt mờ, gây lốc xoáy, lũ quét, sạt lở, vỡ đê, động đất, sóng thần, vòi rồng và núi lửa đã liên tục đổ xuống đầu Trung Quốc, gây ra không biết bao nhiêu những khó khăn cho chính phủ, chính quyền Bắc Kinh và những người dân vô thường của nước này. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, lũ ống lại tiếp tục đổ xuống. Đáng chú ý hơn là nguy hiểm luôn rình rập vào con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất trên thế giới. Con đập này trong hơn một tháng vừa qua liên tục đứng trước tình cảnh bị vỡ bất cứ lúc nào. Và trận lũ ống cao tới 49 mét bằng tòa nhà chung cư 20 tầng vào rạng sáng ngày hôm nay, giới quan sát và phân tích nhận định rằng có lẽ đây là trận giáng đòn đau cuối cùng của mẹ thiên nhiên lên đầu chính quyền ông Tập. Bởi vì có thể nói rằng những gì mà Trung Quốc gây đau thương cho thế giới, những gì mà Trung Quốc cướp đi với các nước trong khu vực, những gì mà chính phủ Bắc Kinh gây đau thương cho các nước láng giềng xung quanh mình, thì 40 ngày đêm vừa qua, chính phủ của ông Tập Cận Bình đã nhận đầy đủ những đòn đau thấu xương của mẹ thiên nhiên. Và cho tới thời điểm hiện tại, trên thế giới không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc trong lúc hoạn nạn. Không phải vì lòng nhân đạo mà ở đây là vì họ không còn tin vào Trung Quốc nữa. Chỉ có một nước duy nhất trên thế giới ra tay giúp đỡ, ủng hộ Trung Quốc trong trận bão táp phong ba vừa qua, đó chính là chính phủ của ông Hun Sen, Campuchia. Thưa quý vị, theo các nhà phân tích cho biết, thế giới không một nước nào ra tay trừng trị được thói ngang tàn hống hách ngạo mạn của phía Trung Quốc, thì nay đã có trời đất và mẹ thiên nhiên ra tay trừ họa thay cho thế giới. Và có thể nói rằng sự nổi giận trừng phạt trên là rất thích đáng. Họ rất thương cho người dân của nước này, bởi vì người đứng đầu của Trung Quốc chính là nhân vật gây ra thảm họa trong ngày hôm nay. Vì thế mà những đòn đau hơn nữa giáng lên đầu chính quyền ông Tập thì có lẽ cũng chỉ là tự nhiên mà thôi, bởi vì ông ta đáng bị trừng phạt như vậy. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết do mưa lũ liên tục kéo dài gần một tháng rưỡi vừa qua nên lượng nước từ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp liên tục đổ về các nhánh sông và vùng trũng nhất của Trung Quốc gây ra sạt lở nghiêm trọng. Lũ ống, lũ quét liên tục xuất hiện. Tuy nó chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 18 phút thôi, nhưng những nơi nó đi qua đã gây thiệt hại vô cùng nặng nề. Ước tính có tới 1.798 ngôi nhà cao tầng bị đánh sập, một con đê bao bị vỡ, hàng ngàn ô tô, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện bị cuốn trôi ra ngoài biển Đông, cây trái hoa màu hầu như bị tàn phá tàn lụi. Bây giờ, 28 tỉnh phía Nam của Trung Quốc, nhất là các tỉnh như Vũ Hán, Hồ Nam, Bắc Kinh vẫn chìm trong mực nước lên tới 4-5 mét, thậm chí có nơi trũng lên tới 9-12 mét. Trên hình ảnh vệ tinh hoặc các video do người dân Phượng Hoàng cổ trấn ghi lại cảnh ngập lụt, ngập úng đều cho biết rằng
Những ngôi nhà cao tới 9 đến 10 tầng thì bây giờ chỉ còn tầng trên cùng là không bị ngập, những tầng dưới coi như ngập chỉ để nuôi cá và nuôi cua. Các nhà chuyên môn nhận định rằng thiệt hại mà thiên nhiên trừng phạt Trung Quốc là không thể quy ra được bằng tiền, bởi chính phủ Trung Quốc phải mất rất nhiều năm cũng như chưa chắc đã khắc phục được tình trạng ban đầu. Dự báo trong những ngày tới đây, lượng mưa, lũ quét, sạt lở, động đất và sóng thần liên tục xảy ra tại 31 tỉnh, thành phố phía nam của Trung Quốc và có thể gây ra cả những nơi khác xung quanh đó. Trung Quốc còn tiếp tục nhận những tin được cho là sét đánh. Tin này được cho là rất đen tối với cả phía Trung Quốc khi các nhà phân tích cho biết rằng vạn lý Trường Thành, thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn luôn là một trong những điểm du lịch khét tiếng của Trung Quốc, niềm tự hào của Bắc Kinh. Họ rất tự hào về những điểm du lịch này, nhưng những nhà chuyên môn cho biết nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không sám hối và không thay tính đổi nết thì rất có thể mẹ thiên nhiên trời đất sẽ nổi giận sa phẳng những nơi kể trên. Thưa quý vị, có thể nói rằng nghiệp báo hay còn gọi là nhân quả báo ứng đang dồn dập đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình bởi những sai trái và sai lầm của ông ta làm cho nền kinh tế Trung Quốc rơi vào một trong những tình cảnh thảm tệ nhất gần 100 năm vừa qua. Đầu năm, Trung Quốc dính vào con virus Vũ Hán tàn phá hết sức nặng nề, thì nay lại có thêm sự nổi giận của đất, của trời, làm cho Trung Quốc bị kiệt quệ. Tăng trưởng của Trung Quốc được cho là dự báo âm và tăng trưởng chậm nhất trong vòng 100 năm qua. Hiện tại, rất nhiều người dân của Trung Quốc không còn tin cậy vào người đứng đầu của chính phủ Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình. Hơn 1,4 tỷ dân trên khắp đất nước Trung Quốc đại lục mong muốn có được một cuộc sống yên bình, sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng mong mỏi nhỏ nhoi đó đang bị chính quyền đứng đầu của chính phủ Trung Quốc cướp đi. Bởi vì trên con đường danh lợi tham vọng của mình muốn đưa Trung Quốc tiến lên trở thành cường quốc số 1 thế giới, vượt qua Mỹ và Nga, chính ông Tập Cận Bình đã quá nóng vội, đã mắc phải quá nhiều sai lầm, hết tội lỗi này đến tội lỗi kia, và bây giờ ông ta đang bị cả thế giới quay lưng vì bị mất lòng tin. Thưa quý vị, có nhiều cái ý kiến cho rằng trận lũ ống rạng sáng ngày hôm nay sẽ là trận trừng phạt cuối cùng của trời và đất nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình biết ngồi lại và nhìn nhận ra những việc làm sai trái của mình trong thời gian vừa qua. Đồng thời, chính quyền của ông ta phải biết cúi đầu sám hối và tự hứa với bản thân mình rằng từ nay sẽ không đi gây gổ, gây hấn, bắt nạt, bành trướng ở ngoài Biển Đông nữa, không đem quân đội đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, nhất là với Ấn Độ và Triều Tiên, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ được bình yên. Còn nếu không, mẹ thiên nhiên mà giận dữ thêm lần nữa thì chắc chắn con đập tam hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị bắn vỡ, và khi đó 2/3 diện tích của Bắc Kinh sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị xóa sổ. Nhưng để làm được điều đó thì ông Tập Cận Bình phải nhận ra tội lỗi của mình. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết rằng hiện ông ta vẫn còn đang rất hống hách. Quân đội của Trung Quốc vẫn cho tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa quanh quần đảo Phú Lâm giáp với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Mới đây, hai chiếc máy bay B-1B và B-52 của Mỹ đã bị không quân hải quân của phía quân đội Bắc Kinh xua đuổi quanh quần đảo Phú Lâm bởi vì họ cho rằng vùng biển này thuộc vùng biển của phía Trung Quốc bởi vì nó thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò. Trung Quốc mạnh miệng tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền nào của các nước xâm phạm vào phạm vi đường lưỡi bò cũng như 7 hòn đảo của phía Trung Quốc đều bị đánh sập. Quân đội Bắc Kinh cũng được cho là đang điều động rất nhiều binh lính, vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương tiến sát lên vùng biên giới Ấn Độ bởi vì phía Trung Quốc luôn nuôi tham vọng xâm chiếm cho bằng được dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi của Ấn Độ và nổi tiếng khắp trên thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết rằng trong nước thì liên tục bị động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, lũ ống, nhưng Trung Quốc lại không quan tâm tới người dân, vẫn đem quân đội đi dùng vũ lực xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước. Vâng, thưa quý vị, bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc thời lượng bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.